Hey yo! xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình Rồi lời đầu tiên được cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn Những cái lời chào trân trọng nhất Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm Rồi thì hôm nay mình sẽ quay lại những cái trận đánh hay Và những cái trận farm gọi là siêu giàu cho anh em xem Ok à, Cho mình được phép đá hình cái trận của mình đã đưa cùng mấy bạn đấy trận của mình thì nói thật với anh em nó chỉ là bông hoa nhỏ thôi anh em ơi đấy 500.000 vàng với lại 700.000 dầu này nói thật với anh em ấy tí nữa nó mới so với mấy cái trận của các bạn kia đánh thì nó, nó nó nó, nó, như kiểu là bông hoa nhỏ thôi rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn combo của mình sử dụng đó chính là combo lava lon đánh nhà hôm 10 đã nhưng mà hôm 10 lon thôi anh em ơi ép uh, fan của người ta bây giờ là 28 thôi một cái của an chín cũng may là tháp bảo ngục chưa có đấy chính bởi vậy trận này mình quẩy rất nhẹ nhàng không có cái gì cả đã thế này mình có bình băng các thứ các kiểu anh đã hiểu luôn đây mình băng luôn này đấy vừa nói xong thì băng luôn đấy um, super queen đã ra đi rồi một lava này vỡ này vỡ không vỡ đi không vỡ à ơi giờ tiếc thế nhỉ không vỡ được em lava này kìa rất đen nha mình chỉ còn tầm một phát bắn nữa thôi là vỡ rồi nhưng mà không sao dù sao million của mình cũng còn khá nhiều. Đây là một cái trận mình cảm thấy là khá giàu rồi khi mà được đến tầm khoảng 700.000 dâu Rồi, hôm nay đi vào chủ đề nhanh quá chưa kịp chém gió với anh em, chém bão với anh em nói thật với anh em là mấy hôm nay là mùa hè mùa ở ngoài Bắc mình nó nóng nóng gọi là nóng kinh điển luôn. Nó lên, lên đến 39 40 độ C rồi đấy uh, nó nóng nó gọi là khủng khiếp rồi xem cái bình dầu này bao nhiêu nghìn dầu nhá xem cái bình dầu này nào xem nó phá cái bình dầu này xem bao nhiêu nghìn dầu ui trăm nghìn dầu sợ thật đấy một cái bình dầu này đúng là nhà hoang 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 phế rồi còn em super queen cuối cùng này thôi quá nhẹ nhàng rồi đây là cái trận uh, của mình 700.000 dầu Ok Nó gọi là bông hoa nhỏ đó anh em ơi Rồi bây giờ chúng ta cùng đi với cái trận mà Mình cảm thấy cũng khá khá hay rồi, rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi Dragon Kid Rồi vâng Bạn à, dòng con Rồi Một cái trận mà gọi là 900.000 vàng 700.000 nghìn dầu thật với anh em cái lượng dầu thì bằng với cái dầu của mình vừa lấy rồi dầu đen những hơn rồi vàng thì gần như một gấp đôi rồi combo bạn ấy sử dụng đó chính là combo là không phải là lon <laughs> combo quân bộ anh em nhá gian Wiza, vâng super queen có cả baby dragon nay sao lại không có halo đi cùng super queen nhỉ halo đi cùng thì hay quá không còn ôm bom chỉ còn Vâng em Super Queen này sắp ra đi rồi. Vâng ra đi chăng? Có cái gì để đục vào không? Vâng, bạn ấy vẫn cứ cố được tí nào hay thì đấy. Vâng pha này là quét từ hướng 12. Vừa nói xong 12 giờ thì em ấy ra đi luôn. Vâng đây là lava lon. Vâng một lava, hai lava, vâng có lava lon đây rồi. Có vứt bịch lộ bịch uh, tóc là xuống không? Có một bịch tóc xuống, vâng, quẩy luôn cho mát lại bịch lộ đấy bịch lộ vào khu trung tâm nhà chính đi thì cũng ngon nghẻ quá rồi rồi ôi thần giao cái cảm mình nói thật với anh em là mình chưa xem nhá nhưng mà nó nhìn theo phương phong cách đánh thì anh em là cũng nghĩ thế thôi đúng không là phải quẩy ngay một bịch lộ vào khu trung tâm ngay đúng không nói chung là đánh quen thì cũng biết được rồi một pha đấy nhá là lon à khá hay đến từ bà dragon kit rồi bây giờ thì minion dẻo thôi Lava nó cũng rỉa gần hết rồi Rồi hay quá Rồi vẫn còn lộ lại Vâng đi thẳng vào cái tháp cung Mà ăn lốt cái tháp cung thì chẳng còn cái mối nguy hại gì nữa rồi Vâng bây giờ coi như là gọi nhẹ nhàng Có mỗi khẩu ca lồng này nữa thì còn làm cái gì nữa Vâng đấy vứt lốt bịch độc này Vào nhà chính vào đoạn giữa trung tâm cho nhà chính Đã chơi là phải chơi tới tầm luôn Đấy vứt cho tới tầm luôn để cho còn xét trận sau cho dễ Chứ không còn thừa một bình thì đến lúc mà xét nó lâu lắm anh em ạ Đấy, lại phải ấn tay Rồi một pha gọi là 900.000 vàng 700.000 dầu Chắc đến lúc được thưởng vào nữa thì chắc nó cũng rơi vào tầm triệu dầu À triệu vàng Quá giàu và quá kinh điển Rồi nói thật với anh em là những cái trận gọi là giàu quá Mình cũng mong muốn được những cái trận như thế lắm nhưng mà đôi lúc mới được có một vài trận thôi Không có nhiều cái trận hay như thế rồi Tiếp tục là Thế Anh Rồi Thế Anh đang quẩy nhà cũng Rồi cũng 900.000 dầu vàng Vâng 900.000 dầu vàng anh em ơi Đây là cái trận 900.000 dầu vàng 900.000 dầu vàng <laughs> Cả dầu lẫn vàng Vâng một pha đánh nhà An Chín mất mắc bằng măng, măng luôn vâng lava lon đấy bây giờ anh em thấy được rằng cái combo lava lon nó đã khủng khiếp như thế nào nó bã cháy như thế nào vâng có một bịch uh, động đất vào để ăn ghép đờ Fan cho nhanh rồi cái tháp thổi khí đây là lava mấy đây lava lăm da dày thịt béo quá lava lăm đây rồi vâng lava lăm thể nào nó gánh tem vụ này u rồi ôi nó ra này hàng hàng mi mít luôn không còn một em lava nào nữa à còn lava nữa không cần lava nữa cả đàn ba lon này mới bịch bịch tốc vứt vào đấy là ăn được rồi vừa nói xong thì vứt luôn bịch tốc rồi đấy đi thẳng vào luôn ăn luôn khẩu ca mô ta vâng và tiến tới là sẽ là cái ép fan phen quy thô lờ và ca lông là hết còn cái gì nữa mà đánh rồi đấy bây giờ chỉ còn ăn ăn và ăn ăn kinh đâu thả xuống đi em ơi rồi đây quy ra Archer thả xuống lốt. Quẩy cho nhanh. Pha này thì bạn ấy thay uh, minion thành những cái ami ra rồi 45 Trận này bạn ấy đánh khá ít um, balon đi nhỉ. Yeah. Thay vào đó là guiza ra với lại uh, cung một ít uh, minion. Rồi dù sao thì đây cũng là một cái trận đánh quá hay quá tuyệt vời đến từ thế anh. Một cái trận mà đánh Han 9 mắc Han 9 mà đánh với Han 9. Trận này là Super Queen không đi cùng Super Queen mà đi nữa thì đúng là nó lại còn không biết như thế nào đúng không anh em Rồi một pha chỉ có kinh thôi Super Queen đã chắc đang ở nhà Nhưng dù sao thì đã có Golem à, Lava 5 Lava 5 đây Rồi gánh tem Đúng là một pha gánh tem đến từ Lava 5 à. Quá tuyệt vời ông mặt trời Rồi pin yếu luôn Chúng ta cũng tiếp tục là xem có cái trận nào nữa không nào đây gấu vâng nghe cái tên là đã biết là gấu rồi ui giỏi ôi gấu quá đi thôi anh em ơi vâng la ba lon thả lên nỗi là thẳng như hơn kẻ chỉ thẳng hơn kẻ chỉ anh em ơi <laughs> không hiểu bạn này bạn ấy thả ra kiểu gì mà à, ba lon kiểu gì mà thẳng như thế thẳng hơn kẻ chỉ vâng lại là một cái trận gọi là 900.000 dầu vàng gần một triệu dầu vàng nó là gọi là, là quá giàu tóc và lộ lém với nhau cho nó mi mít mì mịt luôn kín bưng bưng luôn vâng có một pha lém tóc phát nữa không đấy vừa nói xong thì có tóc luôn đi pha lém tóc này là hay rồi bởi vì khi ba lon quay lại vẫn còn tóc để quẩy vâng đi thẳng vào tóc đi đừng đi linh tinh em ơi không kịp đi vào tốc có bịch độc nữa thì hay rồi. Rồi đi đây mới là bịch tốc F the fan này. Quy ra à đó, mota này. Quy ra lờ này. Rồi đấy. A à, em Acho để Super Queen này cứ bắn nhiệt tình đằng sau thế nhỉ. Tháp cung này. Ca lông này. Rồi lại, lại tháp cung tiếp lại Ủa, ừa, liệu ăn được không? ui ui, 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 ui ôi không 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 chúng ta cùng xem xem bạn ấy sẽ phá hủy sao trận này sẽ là 100% sao khi mà bạn ấy đã lộ em super queen lên để bắn với super queen kia rồi <laughs> rồi em kinh 10 này thì cũng không đáng lo lắm góc này thì chúng ta vẫn còn một đàn a chơi con con bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi rồi có lava gold đi thì cũng không sợ lắm nó sẽ thổi quét còn hướng trên này thì chỉ còn một visa thôi là thôi là cái mũi đáng lo nhất mà cái là phòng thủ cuối cùng của cái nhà hôm 9 này rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là cái em uh, super queen 19 này còn tầm này máu là quá dư thừa với em super queen vâng visa thôi là không nhìn thấy được lava gold đang gì ạ tầm nhìn em ấy đang có giới hạn em ấy đang quay về hướng uh, mỏ vàng không thèm nhìn sang hướng uh, bình dầu rồi bây giờ có một pha đục đục rào đi vào rồi rỉa từ ngoài vào rồi đã nhìn thấy vâng một em lava gôn ra đi rồi uuuu rủi đi luôn cả một đàn uh, a chơ quá khét lẹt đã nhìn thấy tiếp a con Quy ra pha này vâng một hai ba vâng ba phát là đã ra đi Super Queen còn nguyên lửa máu hay quá quá tuyệt vời đến từ gấu Vâng, nghe cái từ tên gấu đó là biết là gấu rồi trận này chắc chắn là một triệu rồi khi mà được thưởng lên nữa thì chắc chắn là đã là một triệu dầu vàng phê nói thật với anh em mà chỉ cần ba cái trận của anh em kia và mới một cái trận của mình thôi nó là nói thật với anh em nó là full dầu vàng gần như là đầy bình dầu vàng rồi đúng không anh em rồi trên đây là bốn cái trận. Ba cái trận đánh quá tuyệt vời và một cái trận của mình thì nó 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 lại đá đưa gọi là, gọi là 700.000 tí thôi. Chứ cũng không có cái gì cả. Rồi đấy. Rồi, video của mình kết thúc tại đây. Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau nhá. Anh em nào mà có cái trận nào mà cỡ tầm khoảng một triệu như thế này hoặc là hơn thì anh em hãy bình luận bên dưới cho mình để mình được mở rộng thêm cái tầm mắt còn nói thật với anh em là từ lúc mình chơi coc tìm ra được một cái trận một triệu nhưng mà nói thật với anh em là đánh lại không lỗ ấy rồi rất tiếc rồi đây còn những anh em này thì đánh những cái trận một triệu để quá nhẹ nhàng như bông hoa nhàng luôn đúng không anh em bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau ok xin chào tạm biệt tất cả các bạn